Đất nước mình rồi sẽ tiến được bao xa. Khi đến lớp không nghe thầy cô giảng, phải uống nước từ chiếc khăn lau bảng, thử hỏi tâm hồn còn trong trắng được không. Đất nước mình đang gánh nặng nợ công, vốt giao thông cứ trùng trùng điệp điệp, nên đường xá chuyển vào tay doanh nghiệp. Bởi vậy ngân hàng hết tiền lẻ trong kho, đất nước mình chẳng một chút hay ho, khi tướng lĩnh công an vẫn tham gia đánh bạc, lấy sự nghiệp dân bầu ra đổ trác, thu lợi về tiền tỷ để chia nhau. Đất nước mình vẫn còn nắm nỗi đau, vào bệnh viện vẫn hành hung bác sĩ. Câu hỏi lớn để ta cùng suy nghĩ, tính côn đồ đang bộc phát trong dân. Đất nước mình đang rất phân vân, cả cuộc đời người dân khi có vốn 700 triệu để xây nhà cấp 4, tài sản kia phải đóng thuế đàng hoàng. Đất nước mình còn rất nắm dã man, lấy bột than tre làm thành viên thuốc. Ai tiếp tay, ai là người trong cuộc, ai đứng sau cho kẻ ác lộng hành. Đất nước mình vẫn nắm kẻ gian manh, biết sắp xếp anh em dòng họ. Chạy tiền mua bằng cấp làm ông này bà nọ, biến cơ quan thành dòng họ nhà mình. Đất nước mình công tội chưa phân minh, vẫn có những ông quan xếp bự bỏ tiền ra xây rất nhiều biệt thự, làm bãi đáp bình yên khi hạ cánh về vườn. Đất nước mình cứ dở ương ương, về quá khứ thì được phần ưu ái, còn trường học thì sập tường đổ mái, những tượng đài nghìn tỷ mọc tràn lan. Nó rất là nhiều cái nó sai quái. Cái bài thơ này mà rất dài, nhưng mà hiện nay là nó cũng